Hello, xin chào các bạn, mình là Nguyễn Du đến từ Nguyễn Du Hoa Khoa. Mình có một cái bể này. Bể này là kích thước 40-30-30 các bạn ạ. Thì hiện tại thì đang chưa có cây. Mình đang ngâm để những cái phần keo mà mình dùng để gắn bể này, hoặc là keo 502 để mình cố định cái phần cát để nó ra hết những cái chất cặn bẩn, những cái phần đục đi. Thì mình mới bắt đầu vào cây và mình cũng ngâm được khoảng 1 tuần rồi mọi người ạ. Nên là hôm nay mình sẽ tiến hành vào cây cho chiếc bể này nhé. Thì đối với chiếc bể này ý, thì ở ngoài khu vực Bắc Giang mình là một tỉnh miền núi mà cây ngoài tự nhiên cũng có khá là nhiều. Hôm nay mình sẽ đưa các bạn đi ra ngoài tự nhiên để kiếm cây thủy sinh ngoài tự nhiên về gắn vào chiếc bể này nhé. Ok. Ok, hôm nay mình sẽ nhờ thằng cu em Quý làm tài xế. Bắc Giang mình là một tỉnh miền núi và có rất nhiều các loại cây ngoài tự nhiên, cây thủy sinh ngoài tự nhiên rất là nhiều. Nên là chắc chắn ngày hôm nay sẽ không làm anh em thất vọng đâu. Anh em cứ cố gắng theo dõi video nhá. Sau khoảng 3 phút di chuyển thì mình đã ra một cái khu vực mà rất nhiều đồng ruộng mọi người ạ. Nhà mình đã chia sẻ khá là nhiều lần rồi, mang tiếng ở thành phố nhưng mà thuộc cái dạng bẹn bẹn thành phố thôi, là đi ra ngoài một chút là đồng là ruộng ngay, cây thủy sinh rất là nhiều. Nhưng mà đoạn khu vực này thì không có, đoạn khu vực này loanh quanh đây mình khai thác hết rồi, nó không kịp mọc. Ai hốt thì mà. Trời, hôm nay đẹp ghê. Đây, đoạn này có một cái cống có cây thủy sinh này mà. Trên. Ở đây. Đây. Đây, đã thấy một ít hẹ nước rồi đấy. Đây, không. Quay sát xuống đây. Thấy không? Không nhìn thấy gì à? Đây, hẹ nước này. Đây là cây... cây này nó gọi là cây, ở chỗ mình gọi là cây, quay lên mặt anh, chỗ mình gọi cây này là cây rệu nước mọi người ạ. Nhưng mà nếu mà chơi vào trong bể thủy sinh nó gọi cây này là cây thanh diệp anh ạ. Thôi cứ bốc ít về. Đấy, ngồi lấy một ít mẫu về. Còn ốc to vãi đái. Đây này, chỗ này đầy đấy này. Ui. Ốc bươu vàng. Ôi được rồi, lấy một ít này về làm mẫu. Đấy, tôi hết có quay thẳng đi. Ôi dồi, té. Ôi, di chuyển lên khu vực trên kia. Trên kia còn nhiều loại hay ho hơn. Trời, hôm nay xanh đẹp thế. Ui dồi ôi. Ui, cái rãnh này đầy cây luôn. Ai. Ây da, đoạn này đi đường tắt, cái đường nó nát thôi rồi mọi người ạ. Ôi. Thường ơi, anh đi xe của em rất cẩn thận nhá, em cứ yên tâm. Quý nó tay lái ok lắm.
nên là đường như này không vấn đề gì về người đâu, còn xe thì anh cũng biết. Ô, sao cái đường này thấy lạ lạ nhỉ? Mười mấy năm mình không đi đường này rồi mà sao thấy lạ nhỉ? Ngày xưa mình nhớ là đường này đi ok lắm, bây giờ cỏ mọc kín hết cả đường phố đi này. Rồi. May quá ra đến đoạn này thì đường có vẻ ok hơn rồi. Thì ra là vẫn thông ra được mọi người ạ. Tưởng đi nhầm đường. Ê, được rồi, đoạn này dừng đi. Lại dừng không có gì. Bấm nhá. Nước cao này. Đoạn này nước cao quá mọi người ạ. Khả năng mà có cây nhảy xuống chắc cũng chết đuối luôn. Ok, ra đến phần đường đẹp hơn rồi. Lên thêm một đoạn nữa là có một ổ cây luôn. Đấy, dễ trái, dễ trái. Úi dồi ôi, nước cao này. Oh my god. Từ đoạn này. Úi dồi ôi, hẹn nước rất là nhiều đây. Chết rồi, hôm nay nước cao quá. Quay lại. Đây, như các bạn có thể thấy là hẹn nước. Những cái hôm nước thấp thì ở bên dưới đáy của cái con kênh này này, hẹn nước cực kỳ nhiều luôn, kín dưới đáy luôn. Nhưng mà hôm nay nước cao này thì chắc là phải bơi mới lấy được mất. Thôi mình đi lên đoạn trên đi xem nước còn nông hơn không. Chỗ này trước nước cạn cạn này, nhiều cây thủy sinh vãi luôn. Mà lần này nước cao quá, chắc lần này mình phải nhảy xuống may ra mới kiếm được. Ô. Mọi người, cây này là cây thuốc đấy mọi người ạ. Cây này ngày xưa mình còn bé bé thì mình rất hay đi cùng bố để lấy những cây này về làm thuốc. Bố mình chuyên làm về thuốc nam mọi người ạ. Đây là một loại cây mà bố mình rất hay đi lấy. Ngày xưa mình cũng rất hay phải đi. Cứ nghỉ hè hoặc là cuối tuần rảnh rảnh là bố lại gọi rủ đi lấy cùng. Ngày xưa đi các núi các rừng để lấy luôn. Nhưng mà ở đây có khả năng là mấy hôm nữa mình sẽ bảo bố mình ra đây lấy. Hẹ trôi đây này. Nhưng mà ở nước sâu này khả năng mình phải nhảy xuống thôi. Chứ đứng trên bờ này không kiếm được gì. Ôi, cái này nhiều mẹ nước lắm. Ôi, rất nhiều luôn. Ôi. Nhiều vãi. Hơi sâu tí nhưng mà gọi là có tí thành quả. Ê, cái gì đây quý? What? Ê, trời. Cái bờ này, cây gì này? Cây gì lạ lắm. Từ lại nhé. Ê, cầm cái này. Cầm ném này đi. Ôi ôi. Nhìn thấy không? Zoom lên. Ui, rêu mẹ. Rêu gì đây?
Ui, như mini Taiwan này. Ai ốt thì mà. Ui. Các bạn thấy không? Nguyên vỉ luôn. Quá đẳng cấp. Ở đây 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 mấy vỉ nữa này. Ui. Nhiều vãi. Ê ê ê, chết rồi. Chết rồi. Vừa thấy con vỉ đây mà. Tôi bỏ mẹ. Vừa trôi xuống dưới này rồi sao anh ạ? Chết mẹ. Mà thấy ba vì sao? Ok. Như anh vẫn phải vì em đều. Ui, đúng là rêu nữa thật mọi người ạ. Rêu mini Taiwan nhé. Ui, nguyên vỉ cả inox luôn này. Chỗ mình đã bảo chỗ mình rất là nhiều cây thủy sinh ngoài tự nhiên này. Ok. Đi thêm một đoạn nữa xem còn cây gì khác không. Oh. Cái gì đây? Ui, hình như là trầu phêm mọi người ạ. Đây là cây trầu phêm nhá. Có cả một ít cải đỏ này. Cải đỏ nó mọc cùng trầu phêm này. Còn được buộc cả chun kết luôn này. Đấy, buộc cả dây chun luôn nhá. Đấy, cây ở chỗ này khả năng nhiều mọi người ạ. Cây này khai thác ngoài tự nhiên nhiều lắm. Này này này, cầm lấy em. Ôi, cẩn thận mất. Cái đấy giá trị lắm đấy. Đấy. Nhìn chỗ này bẩn bẩn này, nhưng nhiều cây thủy sinh phết mọi người. Ê, đi. Ui, đây này mọi người. Đây cây tiêu thảo mũi tên này. Để mình nhổ cho mọi người nhé. Ôi dồi ôi, tiêu thảo mũi tên này. Ôi, thấy không? Ôi, tiêu thảo mũi tên khai thác ngoài tự nhiên ấy nhá. Nhìn đẳng cấp không? Thân khá là to. Bên góc bên kia nhìn thấy cái cây gì xanh xanh. Zoom lên xem như dương sỉ mọi người ạ. Ôi ôi, một hội dương sỉ ơi. Ui, dương sỉ lá hẹp này. Dương sỉ lá hẹp nha mọi người. Cái dương sỉ lá hẹp này ngoài tự nhiên rất hiếm luôn. Thế mà ở đây cũng có này. Tụi mình công nhận là nhiều cây thủy sinh thật. Đây còn nguyên cả vỉ đang buộc này. Ôi. Cắt đi cắt đi. Đi xuống một đoạn khả năng mà xuất hiện nhiều cây khác nữa luôn. Nhìn này thôi nhưng mà công nhận cây thủy sinh đây nhiều thật. À, nhìn chưa? Ôi. Ôi mọi người ơi. Ôi. Cây này cây hiếm này. Ôi. Đây là búp xếp mọi người ạ. Ôi. Nhổ. Ôi. Một bụi búp xếp rất đẹp. Thế mà người ta bảo chỉ bên Indo mới có loại này. Ở đây mình khai thác đầy luôn này.
Ôi. Ôi, u xem đẹp chưa? Ê, đây còn có một bụi liễu nữa này. Ui. Ui. Này liễu đỏ răng cưa này. Cứ bảo không có đi. Ui giời ơi, một cốc nữa luôn. Ui giời ơi. Chúng đi xem có cây nào nữa không? Mà tiện thể tắm luôn. Anh Du ơi, anh Du. Tối tối lắm rồi. Thôi về đi. Đang kiếm cây ngon. Nhiều này chả nhẽ bỏ lại. Nhưng mà tuyệt đối đừng bảo ai chỗ này nhá. Chỗ này chỉ tao mày biết đấy. Bây giờ đi hết chỗ này chắc đến tối thật. Lạnh đi. Muốn khai thác ở bên dưới thì đi ra kia xem có cây nào đi khai thác trên bờ thôi. Nó chiếm lại phẩm luôn. Em vẫn ở dọc đường ấy. Đây. Ê, liễu răng cưa đâu? Đây. Bây giờ đi thu hoạch các bạn. Trời đẹp thế nhỉ. Mày vừa vứt dọc đây đúng không? Vâng. Hôm nay thu hoạch khá mọi người ạ. Hôm nay thu hoạch khá rồi. Hôm nay chắc là đủ để mình gắn cái bể ở nhà rồi. Thôi giải tán rồi. Hôm tối. Thôi. Thu hoạch. Thấy cả mặt trăng luôn. Có cả mặt trăng ở trên kia luôn. Điều này bây giờ mà đi mua 60-70 nghìn một vỉ đấy. Kiếm được ngoài tự nhiên như này đỡ khối tiền. túi hôm nay mang đi có vẻ hơi bé mọi người. Không nghĩ là khai thác được nhiều này đâu. Đây, chú luôn. Thôi đi về thôi. Ây dạ. Rét phết. Mùa hè đấy nhưng mà tắm xong lên bờ là vẫn rét này. Không cẩn thận là cảm mà đi luôn. Ai ốt thì mà. Xong nhét túi quần mày nhá. À, thôi, hai em hôm nay đi khai thác như vậy là khá là ấm rồi. Nên là đi về thôi. Về vào cây. Vào cây thì mình sẽ làm một cái video tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video nhá. Bye bye.